Tổ chức Động vật Châu Á AAF vừa tiến hành cứu hộ thêm một cá thể gấu ngựa quý hiếm từ thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Tam Đảo. Đây là cá thể gấu thứ 16 được cứu hộ trong chiến dịch Quảng Ninh không còn gấu trong năm nay. Chú gấu được cứu hộ được đặt tên là Honey, được một chủ gấu tại thành phố Uông Bí nuôi nhốt từ nhỏ. Honey 15 tuổi, nặng 70kg, là giống gấu ngựa cái, thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ hiện nay tại Việt Nam. Sau khi được gây mê kiểm tra sức khỏe, Honey đã được các bác sĩ thú y và nhân viên của Trung tâm Cứu hộ Gấu Tam Đảo hộ tống về ngôi nhà mới tại Tam Đảo. Trước đó, do gấu nuôi tại các hộ dân không được chăm sóc tốt, nhiều cá thể gấu đã bị suy kiệt sức khỏe, ốm và chết. Ước tính từ cuối năm 2014 đến nay, số gấu chết đã lên tới hàng chục con. Và để cứu đàn gấu, từ tháng 3 năm 2015, chính phủ đã yêu cầu tỉnh Quảng Ninh khẩn trương bàn giao số gấu trên về cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Tam Đảo trong tháng 6 năm 2015. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 16 cá thể chưa được di dời. 16 cá thể gấu kể trên hiện đang được nuôi nhốt ở 4 địa phương, gồm thị xã Quảng Yên và các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả